Hello, hello 500 anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì nếu bạn nào mới biết đến kênh hoặc là bạn nào mà chưa đăng ký kênh ấy thì mọi người có thể ủng hộ Bang Bang Gaming nhé bằng một nút like này và một nút subscribe để kênh YouTube Bang Bang Gaming sớm đạt 10.000k sub. Ok, thì trong các video trước thì các admin đã cập nhật các thông tin rất là hot và trong cái thị trường ngách NFT Gaming. Thì đặc biệt là mọi người chú ý vào cái phần danh sách phát này, thì mọi người muốn biết và muốn theo dõi cơ chế game cũng như là review đánh giá của một tựa game nào thì mọi người vào cái phần danh sách phát này sẽ có từng tựa game mà bên game mình đã chọn lọc và thẩm định để mọi người có thể theo dõi, để mọi người có thể biết lối chơi cũng như là biết được cái tầm nhìn của cái tựa game đó. Thì mọi người xem toàn bộ cái danh sách phát nhá. Mọi người thích tựa game nào thì mọi người search tựa ấn Ctrl F này, mọi người search tựa game là gì. Đúng không ạ? Ví dụ Titan chẳng hạn. Thì rất hot đúng không ạ? Thì bạn sẽ xem cái Titan này. Đó. Thì ngoài ra có một cái danh sách phát nó khá là mình nghĩ khá là hay, là phần về danh sách phát của cái research dự án này. Thì đây sẽ là một số cái kinh nghiệm của các admin cùng tổng hợp và để chia sẻ cho cộng đồng để mọi người có thể cùng theo dõi. Và có thể ngoài ý là ở đây thì Bang Bang Gaming không chỉ muốn là đưa kèo cho anh em mà anh em phải biết được cách được lựa chọn kèo cũng như là thẩm định kèo luôn, thì mọi người có thể tự biết được đánh giá nhá. Ok, thì trong cái video này thì một video mình rất là hứng để chia sẻ mọi người, đó là liên quan đến về cái top 5 cái game NFT mà phát triển có cái ROI khá là cao và rất là ổn định trong thời gian vừa rồi. Thì trước khi đi vào video thì mọi người nên lưu ý là top 5 này đây chỉ là phần 1 thôi, thì chắc chắn sẽ có phần 2 bởi vì hiện tại cái game NFT nó rất là hot và là trend chính của thị trường luôn, nên là nó có rất nhiều là game hay. Thì mỗi con sẽ có một cái đặc điểm riêng, một cái hay riêng chứ không phải là con này tốt hơn con kia. Đấy đều do đấy là do quan điểm cá nhân của từng người thôi nhá. Nên là cái việc này là mình chia sẻ để mọi người nắm bắt thông tin thôi chứ không phải là lời khuyên anh em đầu tư hay là so sánh con này tốt hơn con kia hay là con kia kém hơn con nào nhá. Ok. Thì đầu tiên mọi người lên Twitter của Bang Bang Gaming này. Mọi người bạn nào mà chưa follow thì follow nhá. Bang Bang Gaming này. Đấy, Bang Bang P, Play to Earn P2E thì mọi người có thể follow Twitter 12.000k sub rồi. Rất là hay luôn. Thì các admin có tổng hợp một cái post về cái portfolio của Bang Bang Gaming này. Đây là portfolio nhá. Là các cái tựa game mà Bang Bang Gaming có từng chia sẻ review cũng như là support về social media cho cộng đồng. Ok. Thì trong đó có một số số tựa game rất nổi bật như Titan Arena này, Element này, Hero Empire này. Đó, thì mọi người để xem cái post trên Bang Bang Gaming cập nhật rất là thường xuyên. Ok. Thứ hai là về trang chủ thì cũng có rất là nhiều các tựa game các bạn viết trên này, thì tí mình sẽ chia sẻ cái cách để chúng ta gọi là sao nhỉ? Gọi là tham khảo cũng như gọi là đào sâu về các cái tựa game trên cái website này, có thể là đi research được luôn. Ok. Thì top 5 cái tựa game mà NFT trong cái phần này mình sẽ chia sẻ. Thì không phải là tất cả game mà top 5 này Bang Bang Gaming đều đã từng support hay là hỗ trợ nhá, mà đây là chung tất cả thị trường, chứ không phải anh em mà đánh giá một cách gọi là chỉ có các ông chỉ có làm những cái mà các ông support hay là chia sẻ, các ông mới review chia sẻ thôi, thì đấy là không phải. Thì cái này là tất cả các game trên thị trường, mà những game mình nghĩ là nó khá là ok thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chia sẻ cái cách để chúng ta cùng theo dõi. Ok, đầu tiên là cái Axie Infinity này. Tới cái thứ hai là Theta Arena nhá. Thứ ba là Starlast. Thứ tư là Hero Empires. Thứ năm là về Deadpool, một tựa game về đua xe. Ok, thì đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ những cái phần gì trong cái năm cái top 5 cái game NFT này. Thì đó là đầu tiên là về phần ROI này, tức là về phần mà các bạn return on investment, tức là cái phần mà các bạn đã đầu tư vào, giả sử các bạn mua được cái IDO chẳng hạn thì hiện tại nó đã x bao nhiêu lần hay nó thua lỗ bao nhiêu lần đúng không ạ? Ok. Thứ hai là tổng quan về cái dự án game, nó là game về cái dạng nào, game nông trại hay game MOBA hay là game chiến thuật hay game thẻ bài đúng không ạ? Thì thứ tư ở thứ ba là nó được build trên nền tảng của blockchain của sinh thái nào. Ok. Tiếp theo là thứ tư là nó đã ra game hay chưa, đã chơi được mainnet lăn hay chưa. Ok, và game nó chơi như nào. Ok. Đó là các thông tin mình sẽ chia sẻ về từng cái top 5 tựa game nhé. Đầu tiên là Axie Infinity này. Thì chắc chắn là nếu mà các bạn mà đã là fan của crypto ở Việt Nam thì chắc chắn bạn sẽ biết đến cái Axie Infinity này, bởi vì đây không những là một tựa game của Việt Nam mà nó còn là một cái ngôi sao cũng như là một cái kỳ lân trong cái game blockchain đó. Thì nếu thông tin cho mọi người chưa biết thì Axie Infinity thực ra đã làm rất lâu rồi, từ 2018 rồi, và một cái đặc biệt là nó được lăn park trên Binance, được Binance hỗ trợ, thì là cực kỳ rất là khủng đúng không ạ? Và ROI của nó cũng rất là cao rồi. Thì mọi người đầu tiên nhá, thì mọi người vào cái trang Crypto Rank này, mọi người sẽ search, ví dụ bạn muốn xem cái tựa game hay cái coin nào, token nào, mình sẽ search này, bạn gõ AXS được, nó ra cái tựa game đúng không ạ? Đó,
thì các bạn sẽ vào cái phần cái token IGS đó, thì các bạn sẽ vào phần view all này đó. Thì mọi người thấy thì cái tựa game này được build trên nền tảng platform của blockchain của Ethereum nhá, và cái category là về gaming, tức là về game NFT đó. Thì nó được bảo trợ bởi Binance Lab này, game play to earn này, về metaverse này, về NFT này, và được lăn trên Binance Lab. Thì nó có các backer là Triero Capital này, AU21 Capital và DeFi Digital, càng cái quỹ các quỹ rất là lớn trên cái thị trường crypto luôn, đúng không ạ? Ok. Tiếp là bạn xem thông tin này, hiện tại market cap của nó khoảng gần 9 tỷ đô, hơn 8 tỷ đô nhá. Trading volume 24 giờ là 265 triệu này, rất là cao, rất là nhiều luôn. Đúng không ạ? Khoảng tổng lưu hành khoảng 24%, hơn 24% rồi. Maximum là 270 triệu, 270.000 token. Ok, token là IGS này. Đó. Thì các bạn chuyển ra cái tab market của nó. Thì market là được hit những sàn nào, đúng không ạ? Thì anh em nếu mà biết và đánh giá và tìm hiểu kỹ muốn đầu tư thì các bạn phải biết mua sàn nào hiện tại, hoặc là Binance này, OKEX này, Huobi Global này, Coinbase Pro này, KuCoin này, Bitthumb này, rất là nhiều các cái sàn rất là lớn luôn, toàn sàn được tốt luôn, đúng không ạ? Cực kỳ rất là ok. Nhưng mà được cái có một cái điểm trừ của cái tựa game này là bởi vì cái phí giao dịch trên Ethereum cực kỳ rất là cao, nên là nếu mà anh em nào mới mới ấy, mà muốn bắt đầu với tựa game này thì bỏ số vốn khá là lớn, mình nghĩ là 2-3 nghìn đô để xây dựng một cái đội hình để chiến nhà Infinity này nhá. Ok, đó là game đánh theo lượt. Tiếp là cái phần về ROI này, bạn ấn vào tab EAO hoặc IDO này, thì cái giá EAO của nó là 0,1 đô trên một token, và giá hiện tại là bao nhiêu các bạn ở đây ạ? 135 đô, đúng không ạ? Thì là x 1.350 lần hiện tại, đúng không ạ? Còn cái cao nhất của nó là 1.645 lần này, cực kỳ rất là cao luôn. Thì cái phần trăm của nó là 164.498,9%, cực kỳ rất là kinh khủng, đúng không ạ? Ok, giá private còn cao nữa bởi vì 0,08 này đó. Ok, đây là một tựa game rất là đỉnh đám luôn, và mang thực sự là đã mang cái góc nhìn của thế giới đến với crypto Việt Nam nói chung, cũng như là đến game blockchain của Việt Nam cực kỳ là phát triển luôn, đúng không ạ? Ok, đó là cái token đầu tiên. Thì là ICVT tổng hợp lại thì đã là anh cả trong thị trường này rồi. Nếu mà anh em muốn đầu tư hay là kiếm lợi nhuận thì mọi người cân nhắc rất là kỹ, bởi vì tựa game này nó ích rất là to rồi, và nó được build trên Ethereum miễn phí, giá rất là cao, và những người nào mới thì thực sự là không nên đầu tư để chiến đấu kiếm lợi nhuận từ tựa game này. Ok, tựa game thứ hai mình muốn chia sẻ đó là chính là Titan Arena. Thì Titan Arena mới kêu gọi vốn gần đây khoảng hơn 1 tháng, 2 tháng thôi, mà thực sự cái tốc độ phát triển của nó cực kỳ rất là nhanh và cao luôn. Thì đầu tiên nhé, các bạn cũng vào cái phần video này, bạn thấy được build trên mạng lưới của Binance Smart Chain. Ok, thì mọi người yêu nhé, mình không chắc chắn 100%, nhưng khả năng rất là cao trong tương lai Titan Arena chắc chắn sẽ lead Binance nhé, chắc chắn sẽ lead Binance, nhưng mà không biết là thời gian nào thôi, mà đấy chắc là tương lai. Thì mọi người nếu mà có hàng thì có thể là cảm thấy mà thỏa mãn rồi, đủ lợi nhuận thì có thể chốt một phần, còn không thì bạn cứ hold đấy. Ok, ngách game mình này, và trên Binance Smart Chain Ecosystem này cũng là game play to earn và game về sport, tức là game MOBA, hay là một thể loại game MOBA nhá. Thì họ kêu gọi vốn trên ba nền tảng IDO khác nhau là PokerStarter này, Pet Network và KaiStarter. Thì KaiStarter họ không đề cập đến đây. Thì anh em là muốn IDO cực kỳ là ngon và ok rồi. Thì market cap họ có gần 400 triệu đô thôi. Gần 400 triệu đô thôi. Cực kỳ rất ít, đúng không ạ? Trading volume giờ 24 giờ là hơn 10 triệu đô. Và mấy khoảng 6% tổng 6% lưu hành trên thị trường thôi. Tổng token là 420 triệu token này. Đó. Thì nó được list trên các cái sàn nào? Thì mọi người lưu ý, hiện tại nó mới list trên các cái sàn kiểu PancakeSwap và LB Bank. Thì có một số cái sàn bên KaiStarter nữa, KaiDex nữa. Ok, bạn chuyển qua tab IDO này. Thì IDO này thì IDO giá của nó là 0,08 đô trên một token. Và ROI của nó này từ khi IDO này là 195,75 lần, tức là hơn 19.000%. ATH là 199 lần, gần 20.000%. Kỳ rất là cao luôn, đúng không ạ? Thì họ cũng IDO trên PokerStarter và Pet Network này, đấy mình vừa nói. Thì hiện tại họ 10% là TGE nhé, họ chỉ trả 10% thôi. Đây là vòng chiến lược và khóa 3 tháng và trả đều trong vòng hàng tuần trong 10 tháng này. Đó, thì ở đây bạn lưu ý cái phần về
họ IDO vào ngày 16 tháng 9. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 thì mới 16 tháng 9, 16 tháng 10 đúng không ạ? 16 tháng 11 mới được hơn 2 tháng thôi mà giá token nó ích rất là to rồi, hơn 100 lần và đỉnh là 190 mấy lần này đúng không ạ? Cực kỳ rất là cao luôn. Ok. Đó, thì ở đây thì nếu mà nói về góc độ đầu tư ấy thì anh em cũng cần cảnh giác rất là kỹ bởi vì con này ích khá là to rồi. Nhưng mà nếu các bạn chơi game thì mọi người mình lưu ý nhé, tất cả các tựa game này thì bạn search trên cái trang chủ của Bang Bang Gaming này, của website của Bang Bang Gaming nhá, là bangbanggaming.com, thì mọi người sẽ vào cái phần là mọi người có thể search vào cái phần là NFT Gaming Trending này, thì mọi người có thể xem những tựa game nào mà mọi người muốn chơi mà các bạn chưa biết nó như nào, lối chơi như nào, thì các bạn có thể đọc các bài viết về cái tựa game đó, ví dụ như Titan Arena nhá. Đây, ví dụ mình kéo xuống này. Cho các bạn ấn vào. Thì nó có sẽ có các bài viết liên quan đến Titan Arena rất là chi tiết luôn. Đấy. Phiên bản thử nghiệm này, các chế độ chơi này, những điều cần biết trước khi chơi này, tất cả các bài viết ở đây thì đã mình đã làm khá là kỹ rồi, thì mọi người có thể đọc và tìm hiểu. Nếu mà vẫn chưa hiểu thì mọi người sẽ join cái Telegram hoặc là Facebook của Bang Bang Gaming để hỏi các anh em hoặc hỏi admin trên nhóm nhé, thì anh em biết sẽ trả lời mọi người. Ok, đó là tựa game thứ hai thì ta nên là, thì tựa game thứ ba là tựa game mà Star Atlas. Thì Star Atlas này cũng là một tựa game cực kỳ rất đỉnh đám luôn, nó làm về cái trend NFT và Metaverse kết hợp với nhau. Thì Metaverse là một trend cực kỳ rất là mạnh đấy, mọi người lưu ý. Thì các bạn cũng vào phần view all này, các bạn xem. Thì họ được build trên nền tảng sinh thái của Solana, một nền tảng có tốc độ giao dịch cực kỳ rất là nhanh và ngách là gaming này. Thì họ được FTX, được cái sàn FTX của Samsung đấy là được đứng sau hỗ trợ rất là nhiều, và họ cũng IDO trên FTX luôn, Play to Earn này, và trên hệ sinh thái của Solana. Thì IDO platform có accelerator của Radium, IDO của FTX và trên Pain Network của IDO nữa, và các cái quỹ là Spark Digital Capital này, Mechanism Capital này và Alameda Research, một quỹ rất là nổi tiếng và lớn luôn. Ok. Thì ở đây overview này. Các bạn thì thấy market cap của nó khoảng 393 triệu đô, tương đương với market cap của bên Titan Arena nhá. Lúc nãy mình xem cũng tương đương đúng không ạ? Titan Arena cũng khoảng 394 này. Đó, tương đương nhau, Star Atlas và Titan Arena, market cap tương đương nhau. Trading thì lớn hơn 54 triệu. Và hiện tại mới khoảng lưu hành 6% thôi. Và token là token Atlas, cực kỳ rất là cao đúng không ạ? Thì các bạn xem cái phần market này, thì market này thì họ cũng đang list trên các sàn FTX này, bởi vì đây là sàn hỗ trợ các token của sinh thái Solana, Radium này, Bitmart này, BSC này, OKCoin này, Hotbit này, cũng một số các sàn cách và sàn đếch khá là lớn. Ok, về phần IDO thì mọi người có thể xem IDO giá của nó là 0,00138 đúng không ạ? Và nó đã x 131 lần. Và ATH là 195 lần, cao nhất là 195 lần rồi, tương đương với gần 20.000%. Thì con này với Theta Arena khá là giống nhau, x cũng khá là to và cũng tương đương nhau, thì market cap cũng tương đương nhau. Ok. Đó, thì mọi người có thể xem các thông tin của họ. Thì liên quan đến cái phần đầu tư của cái Starlight này thì anh em cần nghiên cứu rất là kỹ, bởi vì nó cũng con này nó ROI và x khá là to rồi. Và cái lối chơi game thì mọi người có thể search trên Bang Bang Gaming hoặc là trên Google hoặc YouTube đều có hướng dẫn hết nhá. Ok. Tiếp theo tựa game thứ tư là Hero Empire. Thì Hero Empire này cũng là một tựa game mà Bang Bang Gaming cộng đồng support hỗ trợ về mảng social media, mảng truyền thông. Thì đây cũng là một tựa game role play game này và hỗ trợ về công nghệ của blockchain, thì bạn có thể xem cũng là hỗ trợ của Binance Smart Chain này, ngành Mark Gaming này, và cũng là Play to Earn. Thì họ được cái Hero Empire này chỉ IO trên một nền tảng là Gate và một cái platform IDO đó là DAOmaker, thì mọi người có thể chú ý. Market cap của nó nhỏ hơn khoảng 86 triệu đô rồi. Hiện tại là 86 triệu đô này. Trading volume giờ 24 giờ là 8 triệu. Circulating khoảng 10 là gần 15% này, và tổng cung của nó là 1 tỷ token. Ok. Thì về market, các cái sàn mà đã list cái token HE này, Hero Empire này, thì có PancakeSwap là sàn decentralized, còn có Gate.io là sàn centralized. Ok. Thì các bạn thể xem cái tỷ lệ lợi nhuận khi mà các bạn đầu tư vào giá mua được IDO đúng không ạ? Là giá 0,01 này. Thì hiện tại x khoảng 59 lần, 60 lần này. Và IDO cái ATH cao nhất là khoảng 74 lần, tức là hơn 7.000%. Thì lợi nhuận rất là cao luôn đúng không ạ? Thì họ sẽ khóa 25% tại cái TGE này, và họ sẽ trả mỗi quý là 25%.
Ok, đó là tựa game Hero Empire. Còn tựa game cuối cùng trong top 5 của phần 1 ngày hôm nay đó là phần Death Road, thì mình cũng cố gắng lựa chọn ra tựa game nó có nhiều mảng khác nhau chứ không phải là cùng về một mảng, đúng không ạ? Từ đầu các bạn thấy các cái game, các cái chiến lược và cái mỗi cái có một điểm mạnh riêng, đúng không ạ? Ok, về Death Road này thì là một tựa game mà Metaverse về đua xe. Thì đợt trước thì nó họ họ review và họ cũng có tầm nhìn làm game về 2D, nhưng mà thì sau khi nghe lắng nghe ý kiến của cộng đồng thì team của họ đã được chuyển sang chế độ là đẩy lên game 3D rồi và đang chuẩn bị ra mắt. Họ cũng nhá hàng game 3D khá là xịn, cũng được build trên nền tảng của Binance Smart Chain này, và cũng là một tựa game Play to Earn và Metaverse. Thì idea platform của họ là gồm có RedKai và GameFi, thì cái quỹ của đầu tư họ cũng chắc chắn là có cái RedKai và GameFi rồi. Ok, thì market cap của nó còn thấp hơn rất là nhiều, có khoảng 19 triệu đô thôi, trading volume dư là gần 2 triệu đô này, có 5,2% token được lưu thông và tổng là 1 tỷ cái token. Ok, được list trên các sàn thì mọi người lưu ý là hiện tại mới đang list sàn PancakeSwap và tới đây sẽ list trên một cái sàn Centralize nữa và họ sẽ sớm công bố. Ok, nếu mà các bạn mua được giá IDO ấy thì các bạn có thể lợi nhuận bao nhiêu phần trăm rồi, thì các bạn xem ở đây nhá, giá IDO là 0,006 này và hiện tại là khoảng x 62 lần, tương đương với hơn 6.200% này. ATH là x 70 lần, khá là cao đúng không ạ? Những con số rất là tuyệt vời. Ok, và họ đã IDO vào ngày mùng 5 tháng 9 này. Private giao giá còn rẻ hơn là 0,004 này. Nếu mà đầu tư được private thì x khoảng 94 lần và ATH là hơn 100 lần. Ok, thì trong cái năm tựa game này thì nãy mình đã chia sẻ tổng quan cũng như là các cái market cap cũng như là cái tựa game lối chơi của các tựa game. Thì một số anh em cũng thắc mắc là thì trong năm tựa game này thì game nào đã ra mắt rồi, đã lăn mainnet rồi, đã chơi được rồi. Thì các bạn lưu ý nhé, hiện tại trong năm tựa game này thì có Axie Infinity này đã chơi được rồi và mọi người chơi rất nhiều rồi. Ok, thứ hai là Hero Empire đã mainnet và lăn game rồi vào ngày 20 tháng 11, 4 ngày trước đây. Ok được ạ. Thứ ba là Death Road này thì sẽ lăn vào ngày 26 tháng 11, tức là 2 ngày nữa sẽ lăn mainnet vào 26 tháng 11 này. Titanarena sẽ lăn mainnet vào ngày 27 tháng 11, thì mọi người rất là chú ý nhé, những cái mốc thời gian mọi người xem. Còn Starlight này thì chắc chắn là phải qua 2022 thì mới quý 21 hoặc quý 2 mới bắt đầu có thể chơi game được cái Starlight này, bởi vì game đi rất là dài. Ok, thì vậy là trong cái video này mình đã chia sẻ và tổng hợp thông tin cho mọi người về năm top 5 cái tựa game NFT mà có ROI rất là cao và ổn định, thì mọi người có thể tham khảo. Thì tất cả thông tin và để là để mọi người có những góc nhìn và đánh giá của riêng mình, không phải là khuyên anh em đầu tư nhé. Tất cả các thông tin trên các cộng đồng cũng như trên hội như vậy. Ok, nếu mà anh em có đánh giá hay có comment hay có bình luận gì thì mọi người cứ comment dưới video nhé, có thể mình có thể giải đáp giúp mọi người. Và nhớ ủng hộ Bang Bang Gaming bằng một nút like này, và đặc biệt đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để nhận video sớm nhất từ team của Bang Bang Gaming. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Xin chào lại mọi người trong những video tiếp theo.